Thưa quý nhà đầu tư, trong thời gian vừa qua chúng ta đã chứng kiến cái diễn biến trên thị trường có những biến động rất là lớn. Thì hôm nay chúng tôi muốn có một cái buổi chia sẻ về cái câu chuyện đầu tư lựa chọn nào trong tâm bão, trong cái bối cảnh mà dịch Covid chúng ta vẫn còn rất nhiều ẩn số phía trước. Thì trong buổi hôm nay có các chuyên gia của VNREX, tôi xin giới thiệu với mọi người. Đầu tiên là các anh Trần Anh Dũng, là Director của bộ phận chiến lược thị trường VNREX. Thứ hai là anh Hoàng Anh Tuấn, là Head của Diwa Asset Management. Anh là Phạm Minh Khoa, là Investment Advisor. Và cuối cùng là anh Vũ Sơn Tùng, là Web Planner. Chúng tôi cố tình form một cái panel discussion, có những người, có những góc độ nhìn khác nhau, để mà hy vọng mình sẽ mang lại cho nhà đầu tư những cái thông tin, những cái cập nhật và cái gợi ý về mặt đầu tư để mọi người có thể tham khảo và lựa chọn cho mình trong cái bối cảnh này. Và tôi là Quang, là Director của Diwa tại VNREX, tôi sẽ làm vai trò moderator của buổi hôm nay. Buổi hôm nay diễn ra trong vòng khoảng từ 45 phút đến 1 tiếng. Nó sẽ trả lời tập trung vào 3 câu hỏi chính. Một là chúng ta cập nhật cái tình hình Covid-19 và dự báo những diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Thứ hai là chúng ta sẽ tập trung vào việc đưa ra các quan điểm và đánh giá tác động của Covid-19 đến kinh tế và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam. Cuối cùng là một số gợi ý là nhà đầu tư nên hành động thế nào trong bối cảnh này. Trước khi đi vào phần thảo luận của panel thì tôi xin mời anh Bùi Sơn Tùng, là Web Planner của Diwa, sẽ có một bài trình bày ngắn gọn với mọi người để cập nhật tình hình trước. Xin mời anh Tùng. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ba câu hỏi là chúng ta đang ở đâu, chúng ta sẽ đi về đâu, và trong bối cảnh này thì chúng ta nên làm gì. Như mọi người biết là hiện tại thì là cái dịch tâm dịch đã không còn ở châu Á nữa, mà tâm dịch hiện nay đã chuyển sang các nước châu Âu, và cụ thể là Ý, Đức, Tây Ban Nha là những nước còn bị rất là mạnh. Tuy nhiên là cái điểm đáng lo lắng ở đây là Mỹ và UK. Nếu mà mọi người nhìn vào cái biểu đồ là cái số lượng test trên một dân số ở Mỹ ấy, và ở UK ấy, thì nó tỷ lệ rất là thấp, có nghĩa rằng là khi mà các nước phải thực hiện test diện rộng hơn thì là cái dịch nó có thể là ở mức rất là trầm trọng hơn so với cả các số công bố hiện tại. Ví dụ như là một ước tính rằng là hiện nay con số công bố ở Mỹ thì là khoảng 3.700 case. Tuy nhiên là người ta ước tính con số thực tế có thể lên đến là 10.000 đến 40.000 case. Thì đây có thể là những cái bất ngờ đối với cả nhà đầu tư chúng ta. Và ngoài hai bất ngờ mà Tùng dự kiến này thì cũng không loại trừ khả năng là có những cái nước khác mà nó có sự đột biến mà chúng ta còn chưa nhìn ra được. Thì tác động tới của dịch Covid tới nền kinh tế rất là rõ ràng. Mọi người có thể nhìn thấy là ở Trung Quốc thì chỉ số PMI đã giảm xuống còn 40, và các chỉ số, một loạt chỉ số như là chỉ số sản xuất công nghiệp, chỉ số bán lẻ, chỉ số đầu tư tài sản cố định đều đã giảm rất là mạnh. Đây là những cái mức giảm mà có lẽ phải 20-30 năm nay mà kinh tế Trung Quốc chưa bao giờ trải qua. Còn đây là biểu đồ ở Mỹ, là thống kê cái tỷ lệ đặt bàn ở các nhà hàng ở Mỹ, thì chúng ta thấy là giảm xuống gần 60%, thì là phản ánh ngay vào nền kinh tế. Như vậy thì câu hỏi là liệu chúng ta sẽ đi về đâu? Có thể thấy rằng là rất là nhiều công ty họ đang phải cần đến những nguồn vốn khẩn cấp. Ví dụ như những ngành như là ngành hàng không, ngành trong ngành dịch vụ khách sạn v.v. Thì trong khi đấy thì ngân hàng không thể đưa tiền cho tất cả mọi người cùng một lúc được. Đấy là lý do vì sao mà chúng ta thấy Fed phải dùng những gói bơm tiền rất là khổng lồ và đưa lãi suất về 0%. Nhiều người nghĩ là Covid chỉ là dịch cúm thôi, nhưng mà với một cái tỷ lệ nợ ở trên doanh nghiệp rất là cao mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở trong slide sau ấy, thì là trong khi các doanh nghiệp mất doanh thu 3 tháng thì từ dịch cúm nó sẽ trở thành đại khủng hoảng. Một ví dụ rất là cụ thể đây là trái phiếu của WeWork, một công ty unicorn, một công ty startup, đã giảm từ 90 đô giá mức giá 90 về 60, là nguy cơ phá sản rất là gần kề. Còn đây là như Tùng vừa nói thì đây là tỷ lệ nợ của doanh nghiệp so với cả cái mức dòng tiền, thì chúng tôi thấy là hai đường kẻ nó đi chênh lệch rất là xa. Để theo dõi cái diễn biến ở trên thị trường trái phiếu thì Tùng rất lo lắng về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Mỹ, thì chúng ta có thể theo dõi một cái chỉ báo là High Yield Corporate Bond ETF của các cái loại trái phiếu mà ở dưới mức đầu tư á. Thì chúng ta có thể so sánh, có thể theo dõi cái này để xem là thị trường trái phiếu nó có vận hành một cách ổn định hay không. Và chúng ta thấy là hiện nay là đang giảm khá là nhanh.
khi mà Fed bơm tiền rất là mạnh vào nền kinh tế thì câu hỏi đặt ra là cái liệu điều đấy nó có tác dụng hay không? Vì nếu mà chúng ta nhìn vào cái tỷ lệ các loại trái phiếu mà chủ sở hữu là ai ấy, thì chúng ta thấy là các ngân hàng là nắm giữ rất là ít. Có nghĩa rằng là cái việc mà Fed thì thường chỉ can thiệp thông qua ngân hàng thôi. Cho nên là cái việc bơm tiền của Fed thông qua ngân hàng ấy, tác động đến cái thị trường trái phiếu ở dưới mức đầu tư này, nó theo tổng đánh giá là nó tương đối hạn chế. Vậy thì là câu hỏi là chúng ta sẽ đi về đâu thì gần như là chắc chắn 100% là chúng ta sẽ suy thoái rồi. Vấn đề là suy thoái đến mức nào thôi, nó có trầm trọng hay không thôi. Thì Tùng đang nghiên cứu kịch bản khá là trầm trọng, và rất là nhiều chuyên gia nổi tiếng trên thế giới như là Larry Summers, là cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ, hay là Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long, hoặc là tổng thống Malaysia là ông Mahathir, đều đánh giá rằng cái dịch này, cái đại khủng hoảng này nó có thể tương đương hoặc thậm chí là hơn cả đại khủng hoảng năm 2008. Thì đấy là cái con đường mà mọi người, nhà đầu tư chúng ta có lẽ cũng cần phải chuẩn bị tinh thần trước cho cái đợt khủng hoảng này. Vì cơ bản dưới nền kinh tế thì là, đây là con số thống kê ở Mỹ á, thì là tỷ lệ total credit market ở trên GDP đang ở mức rất là cao. Thì, tức là cái dịch Covid này nó chỉ là cái trigger thôi, còn nền tảng của nền kinh tế vốn dĩ là tỷ lệ lợi nó rất là cao rồi. Thì hai cái kết hợp với nhau thì tạo ra phản ứng chuỗi thì rất là nguy hiểm. Vậy thì chúng ta nên làm gì, nhà đầu tư nên làm gì trong tình huống này? Đúng ở khía cạnh là wealth planner đấy, thì chúng ta biết rằng là khủng hoảng thông thường nó sẽ lại bỏ ra những cái mô hình kinh doanh mà kém bền vững, đúng không? Những doanh nghiệp mà lợi nhiều, dòng tiền yếu và ban lãnh đạo thì thiếu khả năng. Tương tự như thế với các nhà đầu tư mà không có chiến lược đầu tư rõ ràng, vay lợi nhiều và không khống chế được cảm xúc của mình trong tình huống này thì cũng bị loại bỏ trong đại khủng hoảng. Vậy lời khuyên của Tùng với vai trò là một wealth planner thì là đầu tiên là chúng ta không dùng nợ, không có nợ để đầu tư, không dùng nợ để đầu tư. Thậm chí là chúng ta không nên dùng tới cái quỹ dự phòng của mình. Tức là quỹ dự phòng là quỹ dùng cho 6 đến 12 tháng chi tiêu. Không nên dùng những cái quỹ dự phòng cho tình huống khẩn cấp đấy để đầu tư chứng khoán. Chúng ta đừng đầu tư chứng khoán chỉ vì là cái cổ phiếu nó giảm giá, mà chúng ta hãy xem là chúng ta đầu tư vì mục đích gì, cái thời gian đầu tư của chúng ta là bao lâu và cái khả năng chịu đựng rủi ro của chúng ta như thế nào. Từ đấy thì chúng ta mới xem là cái tỷ lệ phân bổ tài sản của chúng ta đã phù hợp hay chưa, tỷ lệ phân bổ cổ phiếu, trái phiếu, tiền nó phù hợp hay chưa. Sau khi mà chúng ta làm kế hoạch tài chính nó đầy đủ như vậy rồi thì chúng ta mới xác định câu hỏi là mua cổ phiếu và phân bổ tài sản vào cái kênh cổ phiếu như thế nào cho nó phù hợp. Tùng xin hết. Rồi, xin cảm ơn anh Tùng. Vậy là qua cái phần trình bày ngắn gọn vừa rồi của anh Tùng, chúng ta đã khái quát được trong ba câu hỏi quan trọng: chúng ta đang ở đâu trên thị trường, chúng ta sẽ hướng đến đâu, và nhà đầu tư nên làm gì trong bối cảnh như này. Sau đây tôi xin phép đi vào nội dung trao đổi của panel. Và trước khi đi vào cái nội dung đầu tiên của cập nhật tình hình Covid-19, chúng ta ở đây là những chuyên gia về đầu tư thôi, ta không phải là những người làm theo kiểu bên y tế. Nhưng mà tuy nhiên thì vì Covid là một câu chuyện mà nó ảnh hưởng rất là rõ ràng trên thị trường rồi, cho nên là cũng chúng tôi panel hôm nay cũng xin mạn phép là có đưa ra một vài cái nhìn của mình để cập nhật cho nhà đầu tư cũng như cái đánh giá xung quanh. Thì bên cạnh cái phần trình bày của anh Tùng thì tôi cũng chiếu đây thêm một vài cái data để mọi người được cập nhật. Tính đến ngày hôm nay thì là con số được code trên cái trang Worldometer, đúng không ạ? Tổng cái số mà nhiễm virus là gần 170.000 người bị nhiễm rồi, và chết là khoảng trên 6.500. Trong khi đó thì cái số mà được lành bệnh thì cũng khá là tích cực. Trường hợp của Trung Quốc thì đã có thể coi là đã qua được rồi và đang khống chế khá là tốt. Trong khi đó là các nước khác thì chúng ta có thể tham khảo trên cái bảng này. Ở đây có một cái, đây chúng ta xem cái bảng mà nó chiếu cái hình các cái case mà bị nhiễm mới. Thì cái đồ thị, đây là thống kê của cái số liệu những cái ca nhiễm mà ngoài Trung Quốc thì đang vẫn tăng cái tốc độ rất là nhanh. Ngoài ra có hai cái thông số mà cực kỳ quan trọng mà chúng ta cần theo dõi. Một là cái biểu đồ thể hiện cái active case, tức là những cái trường hợp mà vẫn còn đang bị nhiễm và chưa khỏi. Thì ban đầu xảy ra ở Trung Quốc thì chúng ta tưởng, mọi người đã tưởng là đã tạo đỉnh rồi, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó thì bắt đầu một loạt các cái quốc gia phía sau như là Hàn Quốc, Italia và lan rộng ra một loạt nước ở châu Âu như là Mỹ.
thì cái đồ tiền của SKK này nó lại vọt lên, tăng trở lại khá là nhiều, và đây là một cái đồ tiền chúng ta phải theo dõi khi nào mà tình hình nó đạt đỉnh trong cái Covid này. Ngoài ra có một cái biểu đồ thứ hai mà quý nhà đầu tư cũng hết sức lưu ý, đó là cái số mắc nhiễm bệnh mới, đúng không ạ? Này, cái new case chính là cái đồ thị trên hình này, là cái đồ thị mình hình màu vàng á, màu vàng quá, thì hiện tại là nó vẫn đang tăng với cái độ dốc rất là cao. Thì chúng ta cũng chưa biết là khi nào cái biểu đồ này nó sẽ đạt đỉnh mà quay đầu xuống, đúng không ạ? Ở đây có một cái phân tích khá là thú vị để mà chúng ta trả lời cho câu hỏi là cái tình hình hiện tại nó phức tạp như nào và nó sẽ đi về đâu, cho bốn cái trường hợp xảy ra khi mà các nước ứng phó với cái dịch Covid lần này. Đồ thị đầu tiên chúng ta nhìn trong bên này phía tay trái, đó là cứ để tự do, đúng không ạ? Thì chúng ta phân tích lần lượt ha, để tự do, và cái thứ hai là chúng ta sẽ kiểm soát trong một cái phạm vi có mục đích rõ ràng, đúng không ạ? Và cái hình thứ ba là ta dùng hình thức là ta cách ly mọi người với nhau một cách vừa phải thôi, không quá quyết liệt. Và trường hợp cuối cùng là chúng ta làm kiểu là giống như bây giờ, mọi người không cho kiểu gặp nhau ở các cái hội nghị quá đông này kia mà làm rất là triệt để. Thì ta xem bốn trường hợp này như nào, thì mọi người cũng có thể nhìn qua cái cách người ta họ model, họ mô phỏng xem trong các trường hợp như nào ha, để ta dự báo từ là bao giờ thì cái dịch Covid này nó tạo đỉnh, đúng không ạ? Chúng ta cùng phân tích với nhau. Đây, đầu tiên là cái hình mà để tự do, đây là trường hợp mà một số nước là theo quan điểm là để tự do. Thì đây, cái đồ thị ta nhìn đây, cái số màu nâu nâu này chính là số bị bệnh này, nó sẽ lan ra toàn xã hội rất là nhanh, đúng không? Số này tăng lên cực kỳ nhanh. Và như này nó sẽ đi đến trường hợp là các bệnh viện có thể sẽ quá tải và không handle hết được các cái bệnh nhân như này, mà nó kéo khá dài thời gian để mà màu tím tức là lành bệnh này. Cái trường hợp thứ hai là trường hợp mà Trung Quốc đã áp dụng, tức là chúng ta sẽ có cái vùng kiểm soát một cách bắt buộc luôn, giống như họ đã làm với Vũ Hán. Đấy, ta xem thử là nó sẽ diễn ra như nào nhé. Đây là cái khu vực mà đóng khung luôn cái khu vực Hồ Bắc đây. Đấy, khi mà xảy ra dịch bệnh là họ đóng toàn bộ cái tỉnh đó luôn, để xem nó sẽ kéo dài cái thời gian mà nó lan ra các cái khu vực khác Trung Quốc cũng như là trên thế giới, nếu mà kiểm soát chặt chẽ như này. Đấy, khi số người bệnh này thì bắt đầu nó sẽ lành bệnh dần, số màu tím này diễn ra. Đấy, thì đồ thị tương ứng nó sẽ như này, nó sẽ khống chế được cái số lượng mà người bệnh bị nhiễm virus. Đấy, và từ đó sẽ có phương án giải quyết nó tốt hơn, giống như trường hợp Trung Quốc bây giờ khá là thành công, mặc dù là họ xảy ra đầu tiên số lượng người bệnh rất lớn. Đây là trường hợp thứ ba, tức là chúng ta dùng cái social distancing, là bây giờ thuật ngữ các nước bắt đầu dùng này, đúng không? Bắt đầu từ Trung Quốc dùng trước, bắt đầu sau đó Hàn Quốc dùng cũng khá là triệt để, ở Việt Nam mình cũng dùng cực kỳ tốt luôn. Ban đầu các nước ở châu Âu có vẻ như họ hơi lơ là, nhưng sau đó là họ thấy là cái biện pháp này, biện pháp rất là hữu hiệu, họ cũng đang bắt đầu học theo Trung Quốc và Hàn Quốc rồi. Để xem thử là đây là mô hình mô phỏng tỷ lệ lây nhiễm bệnh trong trường hợp mà có cách ly xã hội, tức là không để tiếp xúc nhiều, xem nó sẽ chậm hẳn đi, cái số lượng bệnh nhân mà tăng lên nó sẽ chậm thì rất nhiều. Các bạn thấy không? Môn nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều và hệ thống y tế nó sẽ giải quyết đỡ hơn. Còn trường hợp cuối cùng là trường hợp mà chúng ta cách ly một cách rất là intensive luôn. Đấy, tức là thấy cái vùng dịch như nào, ai có bệnh là ngay lập tức là kiểm soát cực kỳ chặt chẽ ở từng phân nhóm một rõ ràng luôn, thì lúc đó nó sẽ khống chế được cái số tỷ lệ nhiễm rất là triệt để luôn. Đấy, và trường hợp như này thì sau đó cái tỷ lệ làm bệnh nó sẽ giải quyết tốt hơn. Đó, các cái kịch bản như vậy. Tôi cũng xin tóm tắt lại đây trong một cái phân tích mà mình cũng khá là hay. Thì bây giờ xin mời ý kiến của các panelists. Chúng ta sẽ trả lời cho cái ý đầu tiên, chúng ta cập nhật cái tình hình diễn biến của Covid đến hiện tại như nào và dự báo diễn biến tiếp theo. Thì có mấy câu hỏi rất là quan trọng. Thứ một là mọi người có thể đưa ra cái quan điểm là đánh giá diễn biến tình Covid đến thời điểm này, là theo mọi người đánh giá là nó đang ở trạng thái nào, rồi dự báo diễn biến tiếp theo, các quý tiếp theo ra sao, bao giờ thì tình hình sẽ đạt đỉnh, đúng không? Vì như vậy nó sẽ tác động đến cái nền kinh tế và thị trường mà. Và sau khi ta đưa ra những cái cập nhật chung về thế giới thì mọi người có thể đưa ra thêm cái ý kiến đánh giá về tình hình tại Việt Nam.
đang như thế nào và điều gì nó sẽ trigger cái kịch bản theo hướng là nó tốt lên hay là nó tệ đi. Thì chắc là xin mời anh Dũng, Dũng anh theo dõi rất là sát sao cái tình hình Covid từ đầu giờ, xin mời các bạn chia sẻ với nhau. Theo những cái diễn biến mà Covid mà tôi đã quan sát từ đầu tới giờ ấy, thì thấy rằng là tại thời điểm này Mỹ mới bắt đầu bước vào cuộc chiến chống dịch Covid, trong khi hiện tại châu Âu thì đang ở vùng giữa của việc quá trình chống dịch rồi. Nếu mà quan sát cái quá trình chống dịch của Trung Quốc ở Vũ Hán ấy, thì chúng ta có thể thấy là khi mà chính phủ Trung Quốc cách ly phong tỏa Vũ Hán ấy, thì cái quá trình đến thời điểm bây giờ là mất khoảng một tháng, với rất là nhiều các cái biện pháp công cụ để có thể giám sát từng người dân ở trong Vũ Hán. Thế thì bây giờ nhìn sang Mỹ, Vũ Hán có 11 triệu dân. Mỹ hiện tại bây giờ hầu hết các bang đều đã bị lây nhiễm, với 4 bang lớn nhất là California, Washington, New York và Massachusetts. Thì 4 bang này đều tương đương với dân số nhiều hơn cả Vũ Hán. Thế thì bây giờ câu chuyện là sau 1 tháng rồi, sau 2 tháng, có lẽ là tính từ lúc tháng 1, chính phủ Mỹ gần như không làm gì đối với cái việc là phòng chống dịch. Thì như anh đã nói lúc đấy là cái lượng test số nhiễm của người dân ở trên số lượng test trên đầu dân ấy, thì bây giờ Mỹ đang là thấp nhất thế giới. Thế thì bây giờ cái tình hình của Mỹ chắc chắn là nó phải gấp 10 đến 15 lần cái con số hiện tại mà Mỹ đã đưa báo cáo. Nếu với một cái trạng thái như thế mà tất cả các bang đều bị chung một tình trạng giống Vũ Hán thì tôi nghĩ là Mỹ phải mất đến 2 tháng rưỡi nếu như hành động từ bây giờ là dùng social distancing, nghĩa là phong tỏa toàn bộ các hoạt động của xã hội, thì giỏi lắm là phải 2 tháng rưỡi thì mới có thể làm dừng lại được như Vũ Hán. Tuy nhiên là với quan sát hiện tại thì tôi thấy là Mỹ gần như là chẳng làm gì cả. Tại đến thời điểm cách đây 2 ngày mới bắt đầu nói về câu chuyện chống dịch social distancing. Thế thì bây giờ mình có thể nhìn thấy là ngay bản thân như Việt Nam chẳng hạn, chúng ta chỉ cần nhìn thấy một chuyến bay từ Anh về mà chỉ trong vòng có 3 ngày, 4 ngày, 1 tuần thôi mà cái số lượng người nhiễm nó đã tăng vọt như thế. Thế thì tưởng tượng xem là trong vòng 2 tháng rồi ở Mỹ, nó quá trình người nhiễm bệnh đi khắp các nơi, khắp toàn bang ở trong đất Mỹ, thì cái lượng nhiễm nó bây giờ nó phải khổng lồ đến mức nào. Cho nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà mọi người kỳ vọng là Mỹ có thể chặn được dịch trong hết quý 1 này thì đó có lẽ là điều không tưởng. Còn nếu mà mình nói về thời điểm dịch sẽ đạt đỉnh thì cái này nó sẽ phụ thuộc vào cái việc mà chính phủ Mỹ hành động như thế nào. Chúng ta có thể nhìn thấy là cái hành động của chính phủ Việt Nam thì rất là quyết liệt trong việc phòng dịch, nên là cái Covid nó không bị lan ra. Nhưng nếu mà trong trường hợp mà Mỹ không quyết liệt được như thế thì đấy, như tôi so sánh là Vũ Hán mất 1 tháng, nếu như bây giờ Mỹ hành động ngay bây giờ thì mất khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Vậy thì chúng ta cứ quan sát xem đến lúc nào mà Mỹ hành động quyết liệt được như Trung Quốc thì chúng ta cứ tính xem là có lẽ phải mất thêm 3 tháng nữa, có nghĩa mất hẳn quý thì mới có thể làm được. Bởi vì chúng ta nhớ lại là gì, Vũ Hán Trung Quốc còn điều rất nhiều người ở các nơi đến xây các bệnh viện dã chiến, nghĩa là cái lúc đấy là cái khả năng xử lý bệnh dịch của Vũ Hán đã nhiều lên hơn rất nhiều, trong khi bây giờ Mỹ vẫn còn chưa bắt đầu làm cái việc đấy. Và cái điều quan trọng nữa là gì, để có thể chặn được cái việc mà khoanh được cái vùng dịch ấy, thì anh phải test được toàn bộ cái số lượng người dân trong đấy. Vậy thì bây giờ với cái năng lực test của Mỹ như vậy này thì không thể nào làm được cái việc đấy cả. Bây giờ hiện tại cho đến thời điểm này tôi cập nhật là Mỹ chỉ có thể test được 1 triệu rưỡi bộ test, tức là cho người dân, trong khi dân số của Mỹ là 340 triệu người. Thế 1 triệu rưỡi đó thì không có ý nghĩa gì cả. Trump thì đã có hứa hẹn là đến tuần sau là có thể có được 5 triệu
bộ test trên tổng số lượng người dân. Thế thì kể cả 5 triệu test thì nó cũng không, tôi không nghĩ rằng là Mỹ đã ready cho cái việc là chống dịch như là Trung Quốc. Ở đây thì tôi xin không miễn bàn về Covid, thì tôi cũng không phải là quá tập trung cái này. Chúng ta sẽ tập trung nói nhiều về tình kinh tế tại Việt Nam một chút được không? Thì chúng ta sẽ thấy là cái phần kinh tế Việt Nam thì chúng ta sẽ ở cái phần 2. Okay. Cái phần 2 đúng không ạ? Trong cái phần này thì chúng ta tập trung, chúng ta nói một chút cập nhật cho nhà đầu tư về tình hình Covid-19. Như mình giải thích lúc đầu là chúng ta không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhưng mà dù sao đi nữa thì nó lại đang tác động quá lớn đến thị trường như là kinh tế luôn. Chúng ta vẫn nên có một cái theo dõi để mà nhà đầu tư biết được là bao giờ thì cái tình hình này nó sẽ có thể là đỡ nghiêm trọng đi, thì từ đó họ cũng an tâm hơn, đúng không? Ngoài ra thì chúng ta cũng coi thử là cái gì sẽ là cái mà nó chúng ta cần theo dõi, đúng không? Ví dụ trong câu hỏi mà mình đặt ra đây là cái gì nó sẽ trigger cái kịch bản theo hướng tốt lên hay là tệ đi, đúng không? Thế thì anh Dũng có thể chia sẻ thêm mà nếu mà anh quan sát để coi thử là liệu cái diễn biến ở Mỹ hay là ở châu Âu, đúng không? Bây giờ hai đó là hai điểm nóng rồi, đúng không? Nó có thể tốt lên hay là tệ đi, thì chúng ta sẽ quan sát cái indicator nào, anh có thể chia sẻ cho người về nhà đầu tư không? Nếu chỉ nói riêng về tình hình Covid thì thực sự là rất khó để tìm thấy cái điểm tích cực đối với thị trường, đối với Mỹ. Bây giờ nếu mà muốn tìm điểm tích cực thì có lẽ chỉ nhìn vào thị trường Ý, nhìn vào nước Ý. Đấy là sau khi mà một tuần vừa rồi thì Ý đã bắt đầu phong tỏa toàn bộ nước Ý, thì chúng ta sẽ thử quan sát xem là cái số lượng mà người nhiễm ở nước Ý là nó đạt đỉnh hay chưa, tức là cái số lượng nhiễm mới nó đã đạt đỉnh hay chưa. Thì hai ngày gần đây là nó cũng đã bắt đầu flat đi, tức là cái số lượng nó không thay đổi nhiều lắm. Thì có thể đấy là một cái dấu hiệu tốt trong cái việc là khi mà mình áp dụng social distancing thì nó hiệu quả. Thế nhưng mà nhìn sang các nước Anh, Pháp, Đức thì mình không nhìn thấy cái điều đấy. Tức là hầu như là các chính phủ đều đang xử lý cái dịch này theo kiểu là được đến đâu hay đến đấy. Nghĩa là nếu nhìn thấy cái số lượng nhiễm tăng lên quá lớn thì họ mới, đến lúc mà cái hệ thống y tế họ không đủ sức để đảm bảo cho cái việc là giường bệnh nữa, thì họ mới bắt đầu áp dụng cái biện pháp mạnh nhất là phong tỏa toàn bộ. Thế thì nếu mà làm như vậy thì chắc chắn là cái tình hình này nó rất là khó có thể dừng lại ở các nước còn lại ở châu Âu, là Anh, Pháp, Đức. Đặc biệt là đến cả nước Anh còn đang có ý tưởng là herd immunity, nghĩa là miễn dịch cộng đồng, và để cho dịch chạy khắp dân số. Thì cái điều đấy thực sự là rất là khó. Hình như cho mình kết lời một chút, cái đó là chỉ là một quan điểm của một nhóm nhỏ, hay là nó là cái quan điểm chính thức của chính phủ? Có lẽ chỉ là một quan điểm của nhóm nhỏ, nhưng mà mình cũng nghĩ đây là chỉ là một cái đề xuất của một nhóm khoa học thôi, chứ nó chưa phải, theo mình tìm hiểu là chưa phải là một cái áp dụng chung của cả nước Anh đâu. Nhưng mà điều đấy nó thể hiện ra là cái ý chí của chính phủ nó không hề quyết liệt trong cái việc là phong tỏa. Bởi vì nếu mà đã quyết liệt thì chắc chắn là ý tưởng đấy nó còn không được tồn tại. Tức là nghĩa là với một cái nền văn hóa là gọi là gì, không thích cái sự rất thích sự giao tiếp, chào hỏi nhau thì phải bắt tay, ôm hôn, còn cái văn hóa của Á Đông thì nó hoàn toàn ngược lại. Thế thì để thay đổi cái nền văn hóa đấy là trong một thời gian ngắn thì rất là khó. Như vậy là trong cái phần số 1 này thì có vẻ như theo cái chia sẻ của Pano mình ấy, thì ví dụ trường hợp của Mỹ thì khá là phức tạp, và hy vọng rằng nếu mà trường hợp mà tốt nhất ấy, thì phải mất độ khoảng ít nhất là 2 tháng rưỡi nữa, đúng không? Như vậy nghĩa là coi như là hết tháng 3, bây giờ là giữa tháng 3, đúng không? Như vậy là ít nhất phải hết 6 tháng rồi nào, hết 6 tháng rồi nào, đúng không? Thì may ra đến quý 3 thì mới là tình hình dịch Covid mới đạt đỉnh và tạm ổn, đúng không? Thì có phải như thế không mọi người nhỉ? Mình confirm với nhau. Chúng ta hút được cái phần số 1 trước khi chúng ta mua sang cái thứ 2. Cái này trừ phi là chúng ta tìm ra thuốc để gọi là giảm thiểu cái mức tác động của đối lên với cơ thể con người. Còn tuy nhiên thì như cái cách mà hiện giờ như Trung Quốc á, hoặc Trung Quốc thì rõ ràng người ta chưa có vaccine, đúng không ạ? Nhưng người ta dùng cái biện pháp
cách ly triệt để khống chế thì sau đó là cái tình hình nhiễm bệnh nó cũng tạo đỉnh thôi. Ví dụ cái số cây hàng ngày mới nó rất là thấp, thì với những bệnh nhân kia họ chăm sóc thì cũng dần dần nó cũng sẽ ok thôi. Cho đến khi đương nhiên là có vaccine thì nó sẽ triệt để hơn, nhưng mà trong khi chờ đợi cái đó thì với cái biện pháp mà cách ly như mình mô phỏng trên cái đồ thị, một cái bài báo nó phân tích thì mình nghĩ cũng là một cách mà tạm thời là hữu hiệu nhất. Trong khi thị trường thì chúng ta lại hay nhìn là lúc nào cái tình hình nó đạt đỉnh đúng không, thì là thị trường chứng khoán người ta đã bắt đầu phản ứng rồi. Đó là một cái mà mình quan tâm. Em xin được bổ sung, xin mời Tùng bổ sung. Thì theo em thấy thông thường là các cái dịch bệnh này nó sẽ đi theo hai sóng, là sóng 1 và sóng 2. Và lấy ví dụ như là tình hình ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là Trung Quốc đã qua sóng 1. Tức là họ lockdown, họ phong tỏa toàn bộ đất nước và cái số cây nó sẽ giảm xuống. Tuy nhiên là cái hành động đấy nó giống như là mình lín thở ấy. Mình không thể lín thở mãi được. Lúc mình sẽ phải thở lại ra thì trường hợp và lúc đấy thì là cái sóng 2 nó sẽ bắt đầu nổi lên. Là cái dịch bệnh nó chưa hết hẳn, nó vẫn ở trong đất nước, và khi mà người dân lại tự do đi lại thì dịch bệnh nó lại bùng phát, thì đấy là trường hợp mà sóng 2 nó có thể nó sẽ nổi lên, là mình chúng ta cần phải quan sát trong cái trường hợp đấy. Như vậy là theo nhận định của Tùng, tức là vẫn phải chờ cho đến khi có vaccine và có phương thuốc rõ ràng ra đúng không, thì chúng ta mới liên kể được. Thế thì theo mọi người có thể cập nhật cho nhà đầu tư biết được là trong lịch sử khi những dịch bệnh này xảy ra thì mất bao lâu để mà có vaccine thực sự apply được cho con người sử dụng được không? Mọi người thì hay nói về SARS, nhưng mà thực tế là SARS thì cái mức độ lây nhiễm nó yếu, nên là chúng ta không thể so sánh với SARS được. Cái mà so sánh gần nhất thì có lẽ là cúm A H1N1 năm 2009. Thì cái cúm đó diễn ra cũng thực ra để gọi là để hết dịch thì nó mất hơn một năm trời, nhưng mà để đến đỉnh của dịch thì nó là từ tháng 2 bắt đầu có phát hiện case đầu tiên, thì đến tầm tháng 7, tháng 8 thì mới là đỉnh dịch. Bởi vì là nó cũng diễn ra như bây giờ, đầu tiên là ở một nước và sau đấy là bắt đầu bùng, nước đó bắt đầu có vẻ kiềm chế được thì đến nước khác và bắt đầu lại bùng lên. Nó cứ diễn ra liên tục như thế, và đến cuối cùng thì là phải đến theo tôi nhớ là con số thống kê là phải đến 780 triệu người bị nhiễm cúm A trong cái năm 2009. Nghĩa là số nó khổng lồ hơn nhiều so với cái dịch của mình bây giờ. Bởi vì sao? Là bởi vì là hồi đó thì các cái phương tiện thông tin đại chúng thì nó không được như bây giờ, cho nên là cái ý thức của người dân nó kém. Bây giờ thì cái ý thức của mọi người nó tốt hơn rất nhiều, cho nên là cái mức độ lây nhiễm nó cũng sẽ đỡ hơn. Và chính phủ bởi vì đã có kinh nghiệm từ những đợt SARS và cúm A rồi, nên bây giờ họ cũng hành động quyết liệt hơn. Tuy nhiên là nếu mà để nói về vaccine thì cúm A dễ tìm vaccine hơn, cái đấy là mọi người rõ ràng có thể nhận ra. Và nó cũng mất khoảng tầm 7 tháng từ cái lúc mà thời điểm dịch bắt đầu, thì tức là đến tháng 11 thì mới bắt đầu có vaccine đại chúng, đại trà cho tất cả mọi người. Thế thì với con virus này, với cái chuỗi, tất nhiên tôi không phải chuyên gia về y tế, nhưng okay, mà tôi, mình chỉ suy luận về common sense thôi, có nghĩa là bởi vì là cái cấu trúc DNA của nó giống như con SARS, mà con SARS thì lại không tìm được vaccine. Vậy thì khả năng con này cũng rất là khó để có thể tìm được vaccine. Và với cái hiện tượng là nó đã biến chủng đến tận 4 lần, nghĩa là ở Vũ Hán thì có 2 chủng và bây giờ sang Ý thì là có thêm 2 chủng nữa, có 4 chủng, thì cái khả năng tìm được vaccine nó lại càng khó. Tuy nhiên là theo tôi tìm hiểu thì cái việc mà công nghệ của hiện nay ấy, họ không làm vaccine như ngày xưa nữa. Tức là vaccine ngày xưa thì là lấy một cái xác của con virus chết hoặc là làm yếu nó đi và đưa vào trong cái vaccine để cơ thể có thể nhận diện được cái loại virus đấy. Thì bây giờ công nghệ của họ là họ tìm một cái họ sẽ tạo ra một cái công thức để cho nó giống với cái DNA, với cái RNA của cái con virus đó và đưa vào cơ thể người để cơ thể người có thể nhận ra được cái cấu trúc đấy.
thì cái quá trình này nó sẽ giúp cho cái việc thử nghiệm nó sẽ ngắn hơn rất là nhiều. Bởi vì thông thường khi mà mình đưa một cái con virus yếu vào người ấy, thì nó có rủi ro là có thể người đấy bị mắc luôn cái bệnh đấy. Cho nên là cái quá trình thử nghiệm rất là lâu, nhưng bây giờ khi đưa cái công thức này vào thì nó không phải là virus, cho nên là cái effect của nó sẽ không có, side effect của nó sẽ không có. Thế thì cái quá trình thử nghiệm nó sẽ được rút ngắn hơn rất là nhiều. Tuy nhiên là chúng ta phải chờ đợi xem là liệu là cái công thức đấy nó có làm cho cái hệ thống miễn dịch của cơ thể con người nó nhận ra được cái virus hay không. Thì cái quá trình đấy chắc ít ra cũng phải mất tầm 1.5 tháng đến 2 tháng. Nghĩa là cũng trùng với cái câu chuyện là Mỹ có xử lý được đến cái thời điểm đỉnh dịch hay không. Như vậy là tóm lại là câu trả lời của anh Dũng là anh dự báo là đến bao nhiêu lâu thì sẽ có vaccine để mà có phương án điều trị. Thực sự mà nói thì mình không phải là chuyên gia y tế, thì bởi vì bản chất câu chuyện mà thử vaccine nhiều khi có thể là các cái công ty tư nhân đó họ cứ raise lên là việc là họ tìm được vaccine hay không thôi, chưa chắc là cái công thức đấy nó đã work. Bởi vì họ có thể tạo ra những cái hiệu ứng nhất thời về cổ phiếu hay là cái gì đó của họ thì mình không biết được. Nhưng mà nếu đúng như sự thật là họ tìm được một cái công thức mới như thế để làm vaccine thì mình thì có thể hy vọng là cái quá trình đấy nó sẽ diễn ra nhanh hơn 2 tháng. Rồi như vậy thì tóm lại trong cái phần trao đổi các chuyên gia thì hiện tại là cái dịch Covid này nó vẫn đang trên đường tăng, đúng không ạ? Tương đương nhiên là nó khác ở các khu vực. Trung Quốc thì có vẻ như là đang tạm ổn, nhưng mà Mỹ và châu Âu vẫn còn đang cực kỳ phức tạp luôn, và chúng ta cũng chưa dự báo được bao giờ thì cái Covid này nó sẽ đạt đỉnh, đúng không ạ? Còn ở tại Việt Nam thì với cái biện pháp mà cách ly khá là triệt để như thế này thì chúng ta hy vọng rằng là chúng ta sẽ kiểm soát được tình hình này tốt hơn. Và trên thực tế cho đến giờ là Việt Nam so với các nước trên thế giới là cũng khá hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Chúng ta có đồng ý điều đó không ạ? Đúng rồi. Rồi bây giờ tôi xin phép chuyển sang cái phần thứ hai, cái phần quan trọng hơn. Bởi vì dù sao cái phần đầu nó cũng là cái phần mà cũng khá là chuyên môn về gọi là y tế và dịch tễ, đây là cái phần mà nó cũng tương đối khó. Nhưng mà chúng ta cũng có một số thông tin update cho nhà đầu tư rồi. Thì bây giờ chúng ta sang cái phần thứ hai, đánh giá tác động của Covid-19 đến kinh tế và thị trường tài chính thế giới và Việt Nam. Thế thì cái thị trường chứng khoán là cái nơi mà nó phản ánh nhanh nhất, đúng không ạ? Tất cả các cái rủi ro của những cái biến động này chúng ta đã nhìn thấy là trong vòng từ lúc dịch Covid diễn ra đến giờ thì thị trường như thế giới chẳng hạn, đây là đồ thị mới bị 500 là giảm đến tính ra là nếu mà từ đỉnh tối đa lên đến 25% rồi, đúng không ạ? Từ đỉnh Việt Nam mình cũng tương đương với thế giới luôn. Nếu mà thật ra nếu mà nhìn kỹ đồ thị của mình còn tạo đỉnh trước thế giới cơ, đúng không? Trước đây 2 năm mình đã tạo đỉnh mất đó. Tính từ cái đỉnh 1.200 đến giờ thật ra là thị trường Việt Nam mình điều chỉnh đến 35%, đúng không ạ? Còn nếu mà từ đỉnh gần nhất đến giờ từ 1.000 xuống là cũng phải tầm bao nhiêu ạ? Hơn 25% rồi. Rồi và đây là một cái quan điểm đưa ra là nếu mà thực sự mà kinh tế đi vào recession, đúng không ạ? Và kéo theo là thị trường chứng khoán và bear market thì nó sẽ thông thường nó sẽ diễn ra, đây là một view thôi ha, một quan điểm thôi, đúng không? Nó sẽ có 3 cái phase. Phase 1 là giai đoạn đầu sẽ rất rất nhanh, đấy chính là cái đường màu xanh là bear market gần nhất đây, 2020 này đang rớt và cũng chưa rớt theo cái dự báo này, nó chưa đến đấy. Sau đó sẽ có một cái đợt phase 2 là nó hồi lên một tí, đúng không? Và sau đó thì nó lại tiếp tục rớt, là vì do là lúc đó cái ảnh hưởng thực sự của Covid nó sẽ impact vào cái earning của các doanh nghiệp, và từ cái earning doanh nghiệp thì nó ảnh hưởng đến cái vùng định giá, nó sẽ điều chỉnh theo tương ứng như nào. Đó là cái một cái quan điểm đưa ra là như vậy. Và chúng ta cũng biết là cái phản ứng, đúng không? Bây giờ ta xem các phản ứng này. Fed của Mỹ cũng đã kết luôn lãi suất về zero và tiến hành bơm vào một gói QE mới, trong khi là gói QE của cycle trước là cũng xử lý chưa hết, đúng không ạ? Bơm luôn 700 tỷ ra để đảm bảo là hệ thống không bị vỡ về thanh khoản. Rồi và từ cái phản ứng của Fed thì có một cái bài báo rất là đáng lưu ý trên cái trang Zero Hedge, người ta cũng đưa ra cái trường hợp là cái Fed disaster, người ta dùng cái đối tượng đó luôn, tức là cảm thấy là Fed đang có vấn đề lớn, không có nhiều công cụ trong tay để xử lý vấn đề này. Và một vài quan điểm đưa ra thôi, tôi chỉ raise lên một vài quan điểm thôi,
Đây là quan điểm của Thủ tướng của Singapore Lý Hiền Long. Ông này thậm chí còn cho rằng là có thể nhà đầu tư phải dự phòng cho một kịch bản rất là nghiêm trọng, thậm chí là cái nền kinh tế có thể bị hít. Lần này nó cũng nghiêm trọng hơn là cái cuộc khủng hoảng rất là lớn hồi 2008 mà kéo dài dài hơn. Đây là một cái báo cáo gần đây nhất của McKinsey, thì người ta cũng đưa ra ba kịch bản. Kịch bản đầu tiên là nhẹ nhất, thì GDP chỉ rớt có 0.5% thôi, GDP toàn cầu từ 2.5 về 2. Kịch bản thứ hai là mức độ vừa vừa, thì GDP toàn cầu sẽ giảm từ mức dự báo trước là 2.5% xuống còn 1.5%. Kịch bản thứ ba là kịch bản là pandemic, thì bây giờ nó là diễn ra theo cái pandemic này rồi, thì lúc đó global growth 2020 có thể giảm từ 1.5 hoặc là chỉ có tăng có 0.5 thôi, sau mức dự báo ban đầu là 2.5. Chúng tôi chỉ rơi lên một vài cái quan điểm như vậy trước. Thì bây giờ xin hỏi các chuyên gia của chúng ta, bây giờ mọi người đưa ra thử chia sẻ với nhà đầu tư là cái tác động của Covid-19 đến kinh tế và thị trường tài chính thế giới Việt Nam như nào ha. Có một số câu hỏi cơ bản sau đây. Một là Covid-19 nó tác động đến tài chính thế giới Việt Nam đến hiện tại đang như nào rồi, và dự báo các quý sắp tới sẽ ra sao trong 2020 và sau đó như nào. Và thứ hai là gần đây nhắc cái động thái mới nhất của Fed mới sáng nay thôi, đúng không ạ? Thì theo mọi người thì nó sẽ tác động đến kinh tế thị trường tài chính thế giới như nào và ảnh hưởng đến Việt Nam ra sao? Điều gì nó sẽ trigger cái upside và downside? Bạn hỏi này. Thì tôi xin mời anh Khoa chia sẻ trước. Mình xin chia sẻ về cái quyết định của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ liên quan đến việc điều hành lãi suất và cung cấp thanh khoản cho thị trường. Thì mọi người cũng hình dung là trong một cái bear market của thị trường thì thông thường nó cũng đúng là nó đi qua ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên thông thường là cái giai đoạn mà nhà đầu tư bán trong sợ hãi, bởi vì cái mức sử dụng đòn bẩy tài chính quá cao, và đây là cái giai đoạn mà thông thường sẽ giảm rất là mạnh, nhanh và mạnh. Và nguyên nhân trực tiếp đấy là nhà đầu tư buộc phải bán cái khoản đầu tư của họ, bởi vì các bên cung cấp công cụ cho vay người ta phải thu hồi vốn lại. Thì có vẻ như là chúng ta đang trải qua cái giai đoạn đấy, khi mà một số đánh giá cho thấy rằng là cái quy mô của cái khoản vay margin call bây giờ đang trên quy mô thị trường quốc tế nó lớn hơn nhiều so với cái quy mô của cái gói cứu trợ mà Fed đưa ra. Thì đó là cái giai đoạn đầu tiên của bear market, thị trường sẽ phải hấp thụ được cái lượng cung đó, và hiện tại chúng ta vẫn chưa thấy rằng là thị trường nó hấp thụ được cái lượng cung này. Sau khi hấp thụ được cái giai đoạn đó thì sẽ đến một cái giai đoạn đấy là thị trường sẽ phục hồi chậm chạp, và đó là cái giai đoạn mà các cái cổ phiếu chất lượng được các đầu tư người ta bắt đầu gom. Tuy nhiên vẫn chưa dừng ở đó. Cái giai đoạn 3, giai đoạn dài nhất của thị trường của bear market đấy, là giai đoạn mà nhà đầu tư sẽ cầm cổ phiếu trong chán nản, và phần lớn những cổ phiếu sẽ mất hết giá trị trong giai đoạn đó, và chỉ còn một số cái cổ phiếu thực sự chất lượng là trụ vững được đến cuối cùng, giai đoạn cuối cùng. Thì có vẻ như hiện tại chúng ta đang vẫn ở đâu đó trong giai đoạn thứ nhất. Việc Fed đưa ra một cái gói nới lỏng định lượng thứ năm và bơm tiền rất là gấp vào thị trường cho thấy rằng là họ đang rất là urgent trong cái việc là cứu thanh khoản thị trường để tránh một cái sự sụp đổ hệ thống. Tuy nhiên theo quan sát của tôi ấy, thì các cái phản ứng của thị trường trong lịch sử, ví dụ mình lấy cái giai đoạn năm 2000 khi mà anh Quang cho em cái đồ thị sau đấy. Đây ạ. Khi mà thị trường cũng hiện tại và cái giai đoạn đấy nó có cùng cái điểm chung đấy là cái trạng thái của thị trường là giá hàng hóa là đang giảm, và giới đầu tư họ đánh giá rằng là thị trường đang ở trong cái giai đoạn là deflation, tức là giảm phát. Nhà đầu tư gần như là rất bi quan về tương lai và người ta không chi tiêu nữa. Thì lúc đó thì thị trường cũng bắt đầu có biểu hiện là suy thoái, và ngay lập tức Fed họ đã liên tục trong vòng 18 tháng họ đã 12 lần hạ lãi suất. Anh xin phép dừng lời Khoa trước. Khoa có thể giải thích cho nhà đầu tư rõ hơn một chút là các cái đường này là cái đường gì không? Cái đường màu đỏ này là đường chỉ số S&P, còn cái đường màu vàng này là lợi suất trái phiếu chính phủ 30 năm.
đường màu xanh là đường chỉ số CRB, chỉ số giá cả hàng hóa. Thì chỉ số giá cả hàng hóa đây hàm ý rằng là nếu mà nó đang giảm như này, nghĩa là giá cả hàng hóa dịch vụ đang giảm, và đồng nghĩa với là thị trường đang trong cái cơn giảm phát. Còn khi mà cái lãi suất trái phiếu chính phủ này thông thường nó sẽ đi song song với lại quyết định lãi suất của Fed, theo khá là chặt. Thì mọi người cũng hình dung là trong cái giai đoạn năm 2000 khi mà Fed giảm lãi suất thì cái lãi suất này nó cũng xuống rất là nhanh. Tuy nhiên liên tiếp trong cái giai đoạn này Fed giảm 12 lần nhưng mà thị trường cổ phiếu gần như là không phản ứng ngay lập tức với lại cái quyết định của Fed. Mà phải đến khi mà xong cái giai đoạn giảm lãi suất rồi, tức là lãi suất xuống đỉnh, xuống đáy rồi, thì lúc đó thị trường đầy đã đi qua đủ các cái giai đoạn của nó thì nó bắt đầu nó mới tự phục hồi. Thì mọi người có thể hình dung là thị trường ngay lập tức có thể không phản ứng tích cực với lại cái quyết định của Fed đâu. Và nó sẽ cần phải đi theo cái nhịp riêng của nó. Và cái nhịp riêng như mình vừa chia sẻ đấy là nó phải đủ cái giai đoạn về tâm lý thì nó mới có thể tự phục hồi trở lại. Đó, chính vì sao, chính vì như vậy mà chúng ta đã thấy là cái phản ứng của thị trường hôm nay, đặc biệt là chỉ số vào tương lai, nó phản ứng rất là bi quan, bởi vì hiện tại thị trường vẫn đang đối mặt với lại cái cơn cắt lỗ do margin call. Anh Tuấn có quan điểm gì để bổ sung cho trường hợp này không? Thì tiếp tục đến cái phần của anh Khoa ấy, thì bình thường nói là những đoạn này những đoạn mà việc giảm phát ấy, nhưng mà chúng ta nhìn lại cái năm 2014 ấy, 2014 đây đâu đó đây đúng không? Thì cái giá hàng hóa cũng giảm rất là mạnh. Thì cái việc giá hàng hóa giảm mạnh đấy là một phần là do cái giá dầu, bởi vì giá dầu lúc đấy là ảnh hưởng nguồn cung. Thì đó thì bây giờ thời điểm này hiện tại giá dầu, cái nguồn cung của giá dầu bây giờ rất là khác ngày xưa. Ngày xưa giá dầu đó là gần như là thường ảnh hưởng là bởi vì nguồn cầu ấy. Nhưng mà lần này là tất cả từ 2014 đến nay là chủ yếu do nguồn cung. Như vậy mà kịch bản giảm phát ấy, theo tôi thì nó khó xảy ra, mà đi theo hướng là cho cái ngân hàng nhà nước, ngân hàng trung ương ấy, có nhiều cửa để sử dụng cái chính sách tiền tệ hơn. Tức là ví dụ như là nếu sử dụng chính sách tiền tệ nó cũng sẽ không tạo ra lạm phát, và chính vì vậy mà cái cơ hội để mở rộng cái bảng cân đối có thể tiếp tục được diễn ra để nó đỡ bị kiểu domino. Thì đấy là một cái mà tôi đóng góp thêm một chút về cái ý kiến anh Khoa về cái này. Còn đối với cả cái nền kinh tế Việt Nam ấy, thì tôi đồng ý với ý kiến anh Khoa, đó là chúng ta sẽ tiếp tục cái chịu một cái margin call vừa phải như là vừa rồi ấy, khiến cho một loạt các cổ phiếu bị giảm giá. Rất nhiều cổ phiếu mà khi mà giới đầu tư nghĩ rằng cổ phiếu này chất lượng cực kỳ tốt thì hiện tại nó cũng đã bị giảm giá rất là mạnh, nguyên nhân là như vậy. Và nếu như đứng ở góc độ kinh doanh ấy, thì ví dụ như nền kinh tế Việt Nam, GDP Việt Nam thì 180% đến 200% GDP đó là xuất nhập khẩu đó. Hôm trước tôi cũng đi nói chuyện với cả một số các anh chị em mà làm bên mảng xuất nhập khẩu mà thuộc dạng doanh nghiệp nhỏ đó, thì thấy nói rằng là cái kênh số của họ ấy là giảm đến 50% trong khoảng từ đợt dịch chúng ta bây giờ, và họ cố gắng chịu đựng khoảng 2 tháng nữa thôi, thì nếu như mà 2 tháng nữa mà dịch không tắt thì họ cũng sẽ là gặp cái rắc rối rất là lớn. Thì đấy là những điểm mà cái đúng như câu chuyện anh Khoa vừa nói, là tôi nghĩ rằng là nó sẽ có một pha thứ ba nữa, tức là pha thứ hai có thể là hồi phục do việc nền quốc gia bơm tiền, nhưng nó sẽ một cái đợt tiếp theo đó là một loạt các doanh nghiệp có thể bị kiểu lâm vào tình trạng phá sản nếu như trong 2 tháng nữa mà nó không dập được dịch, thì hoàn toàn cái kịch bản thứ ba đấy nó hoàn toàn có thể xảy ra. Thì đấy là góc độ về tài chính, nó sẽ liên quan nhiều đến phần kinh doanh hơn. Đó, thì tôi đang nhìn theo hướng như thế. Cảm ơn Tuấn. Thế thì ở đây nó quay lại câu chuyện này, chúng ta phân biệt hai cái một chút ha. Đầu tiên là cái phản ứng của thị trường tài chính, đúng không? Bao giờ nó phản ứng trước, nhưng mà bây giờ tôi muốn là ban đầu chúng ta nhìn kỹ hơn một chút ở góc độ cái underlying economy trước, tức là cái nền kinh tế nó sẽ tác động như nào, đúng không? Thì mọi người thử suy nghĩ theo hướng này. Đầu tiên một là cái kịch bản suy thoái, theo mọi người là nó chắc chắn xảy ra kịch bản suy thoái không, đúng không ạ? Câu hỏi thứ hai là nếu mà suy thoái thì cái mức độ nó nghiêm trọng đến mức độ nào, liệu nó có đến cái mức là dùng cái từ là crisis, ví dụ như cái cuộc khủng hoảng đây trong quá khứ của chúng ta, xin dùng cái hình của anh Khoa cung cấp luôn ở đây, đúng không? Chúng ta thấy trong lịch sử nó có rất là nhiều cái cuộc recession,
hay là crisis nó khác nhau, đúng không? Có những cái đợt nó chỉ là recession, nó là ngắn thôi, đang nhìn cái giai đoạn những cột mà kiểu mỏng mỏng nhỏ nhỏ ngắn chính là recession thôi. Còn những cái cột mà nó rất là bự dài chính là crisis luôn. Thì cái lần gần nhất chúng ta nhìn nó chính là cái cuộc khủng hoảng 2008 mức độ như vậy. À, thế thì xin bà nội cho ý kiến thử là đầu tiên một là recession có chắc chắn xảy ra không, kéo dài bao lâu, thứ hai là mức độ nghiêm trọng đến mức độ nào, nó có đến mức crisis sao với cuộc khủng hoảng 2008 hay không, và từ đó thì chúng ta mới có những cái phân tích rõ ràng hơn cho cái mức độ là thời gian kéo dài đâu và hành động của nhà đầu tư tương ứng nó sẽ như thế nào. Thế thì cái này xin mời anh Dũng chia sẻ một vài quan điểm. Nếu như mà dựa trên cái nhìn về cái dịch Covid như vậy thì tôi nghĩ là cái cửa crisis, nếu như trong trường hợp mà tất cả các central bank không hành động thì là rõ ràng rồi, nhưng bởi vì cái việc mà bơm rất nhiều tiền như vậy vào hệ thống cho nên là cái việc crisis, cái chance for crisis nó sẽ thấp hơn rất là nhiều. Nghĩa ít nhất thì trong hai quý tới, cái việc mà bơm rất nhiều tiền như vậy nó sẽ làm đảm bảo cho thanh khoản hệ thống và ngừng cho các cái doanh nghiệp phá sản, thì cái việc crisis chắc là nó sẽ không có. Nhưng mà recession thì nhìn thấy rất là rõ rồi, hết toàn bộ các cái cấu trúc nền kinh tế, tất cả các ngành, thì trong những cái đợt khủng hoảng ấy, bao giờ mình cũng nhìn thấy là slow down là quý này chậm dần, quý sau chậm dần, xong rồi có quý khựng lại, thì bây giờ dịch nó là khựng lại luôn. Và mình cũng nhìn thấy cái diễn biến của thị trường chứng khoán là nó phản ánh cái sự khựng lại luôn đấy, rất là rõ rệt, chỉ gần như chỉ một đường thẳng. Tất cả những thông tin về bơm tiền đều chỉ giúp thị trường hưng phấn được đúng trong một phiên, và đến phiên hôm sau là trả lại hết. Thì nó thể hiện ra là cái lượng leverage của cái thị trường, của toàn bộ thị trường thế giới đều đang rất là cao. Chính vì thế cho nên câu chuyện là cứ mỗi lần, bình thường khi mà mình có slow down chẳng hạn, thì tại những cái vùng khác nhau bao giờ cũng thế, là doanh nghiệp người ta có thể đứng ra để hỗ trợ về thanh khoản của cổ phiếu của mình, thì bây giờ hoàn toàn là không. Cái thanh khoản trên thị trường là tắc lị. Đấy thì chứng tỏ là cái lượng leverage của toàn bộ nền tài chính thế giới đều đang rất là khủng khiếp. Thì ok, thực ra là trong bất kỳ các cái đợt mà gọi là recession của nền kinh tế hay là kéo theo thị trường chứng khoán ấy, thì thông thường nó hay người ta hay nhìn đến một cái sự kiện nào đó, đúng không ạ? Ví dụ hồi 2008 là xuất phát từ là cái subprime mortgage loan ở thị trường bất động sản ở Mỹ, đó là cú trigger bắt đầu từ Lehman Brothers, sau đó là domino kéo theo một loạt. Thì bây giờ thì lại là cái vụ Covid, đúng không? Nhưng mà tuy nhiên trong cái bài phân tích của Tùng ấy, thì Tùng đã nói là thực chất là cái Covid này nó cũng chỉ là một cái cớ thôi để nó trigger thật sự thôi, chứ còn bản chất là nó cũng có một số cái problem trước đó rồi. Thì quan điểm của mọi người thế nào, Tùng có thể làm rõ thêm cái ý này cho nhà đầu tư không? Tùng xin bổ sung thêm một điều là vừa nãy chúng ta nhìn thấy là cái chỉ số sản xuất PMI của Trung Quốc ấy nó giảm rất là mạnh, thì trong cái chỉ số tháng này của Italia thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái điều tương tự như thế. Italia và các nước châu Âu thì chúng ta nhìn thấy, và sau đấy đến tháng sau, quý sau thì chúng ta nhìn thấy là Mỹ. Có nghĩa là những cái tương lai là, thì chúng ta chỉ nhìn vào bức tranh của Trung Quốc mà chúng ta đã thấy rồi. Cho nên là bọn Tùng Minh Nghiêng nói là cái kịch bản kiểu recession ấy gần như là chắc chắn. Thì vấn đề là vì sao cái recession đấy nó ở mức độ nào? Như vừa lấy Tùng nói nó vẫn nghiêng về cái kịch bản là khủng hoảng tương đối là đạn. Vì sao tôi nói như thế? Tại vì là chúng ta hình dung là cái hệ thống kinh tế nó giống như là một cái cây, trong đấy là các ngân hàng và các tổ chức, nó là cái gốc cây và người tiêu dùng là cái lá, đúng không ạ? Khi mà toàn bộ nền kinh tế thế giới, toàn bộ người tiêu dùng ở nhà và tiêu dùng rất ít đi thì rõ ràng là cái cây không có lá nữa,
không có lá thì không thể là có cái thực phẩm để cho cây nó sinh trưởng nữa, thì recession nó chắc, nó đều chắc chắn rồi. Còn cái việc mà ngân hàng trung ương các nước họ bơm tiền vào ấy, nó giống như hành động là tưới nước cho cái gốc cây ấy, tưới nước cho gốc cây nhưng gốc cây nó không có lá, nó không thể quang hợp được, cây nó hệ thống nó vẫn không có thực phẩm để nuôi dưỡng. Thì khi mà rất là nhiều người ở nhà không có, họ không làm công việc làm, thì kéo theo đó là cả một chuỗi rất là nhiều các dịch vụ liên quan bổ sung cho những người đó, thì là cũng không có công việc làm, dẫn tới là các doanh nghiệp bị hụt doanh thu, các doanh nghiệp bị hụt doanh thu thì họ lại không có tiền để trả nợ, vì Tùng nói là cái phản ứng chuỗi nó là như thế. Có rất doanh nghiệp có khả năng là giống như là trong tài chính cá nhân của chúng ta ấy, mọi người thường được khuyên là có nên có 6 tháng chi tiêu đúng không ạ, nhưng mà trong thực tế là có rất ít người là có duy trì cái quỹ dự phòng đấy, có rất nhiều doanh nghiệp cũng như vậy thôi, cho nên là không loại trừ khả năng là có rất nhiều cái cây mà phá sản chúng ta sẽ nhìn thấy trong thời gian sắp tới, đặc biệt là trong cái lĩnh vực là venture capital đúng không ạ, đầu tư quỹ mạo hiểm hoặc là quỹ private equity đúng không ạ, đây là những cái thị trường mà hoặc là tiền trái phiếu doanh nghiệp, những cái mà chúng ta tôi nghĩ là chúng ta khá phải theo dõi khá sát sao. Như hôm cuối tuần vừa rồi á, mình đi nói về cái tác động ta quan sát, tại vì thật ra theo kinh nghiệm của mình như này, hồi trước mà mình làm analyst ấy, nếu mà cứ nhìn vào chỉ số GDP rồi lạm phát này kia là công bố thì thông thường cực kỳ trọng luôn. Mình hay có thói quen là trong team các anh em mà hay tiếp xúc với doanh nghiệp ấy, cứ đi nói chuyện thật là nhiều bạn, khi nào mà thấy họ bảo là tình hình dân số bắt đầu là tụt giảm, rồi bắt đầu là bên ngân hàng là cắt cái hạn mức này kia quan, là những cái chỉ báo mà rất là cụ thể luôn. Thì ví dụ như mình vừa hôm cuối tuần vừa rồi mình đi về quê Thái Bình ấy, suốt cái chặng đường đi cái đường cao tốc Hải Phòng qua các tỉnh Nam Định này, Hà Nam này, Thái Bình này, mình đi đó suốt mà đi rất là nhiều lần luôn. Thì nói thật là sáng thứ bảy vừa rồi mình đi mình thấy vẫn kinh khủng, cái lượng xe tải nó giảm hẳn, mà nhìn những cái xe mà chạy trên đường quan sát thử phía sau cái thùng trong trơn không ra, đó là những cái chỉ báo mà lượng rất là cụ thể luôn. À, thế thì bây giờ có thêm một câu hỏi nữa trong cái phần này trước khi chúng ta move sang cái phần mà hành động của nhà đầu tư như thế nào, đó là nếu mà bây giờ chúng ta nhìn cái driver nào, cái yếu tố nào để nó có thể trigger theo kiểu là upside, tức là theo hướng nó sẽ tốt hơn so với cái tác động hiện tại, hay là nó thậm chí nó còn làm mọi thứ more serious hơn, tức là tệ hơn nữa, thì các chuyên gia có thể chia sẻ với nhà đầu tư là chúng ta sẽ nhìn vào những cái điều gì không, và nó sẽ tác động theo hướng là làm tình hình tốt hơn so với hiện tại base case đúng không, hay là theo xa tệ hơn, mọi người sẽ nhìn vào cái gì để nhà đầu tư có thể quan sát cùng với mình. Cái này xin mời anh Dũng có thể chia sẻ, nếu mà anh nhìn anh sẽ nhìn vào cái gì, nếu mà anh nghĩ rằng là tại vì bây giờ chúng ta đang nhìn theo kịch bản là recession hay không, thì phần lớn là bốn bạn nào biết chúng ta đều đồng thuận với nhau đúng không, biết là tôi có sai không thì mọi người sửa nha, là recession đúng không, tức là một cái kịch bản về suy thoái, thế được định nghĩa là hai quý liên tiếp sẽ là tăng trưởng âm đúng không, gần như chắc chắn xảy ra rồi. Bây giờ vấn đề mức độ là tác động là dài đến mức nào và cái mức độ nghiêm trọng của nó lớn đến mức nào đó. Đúng không ạ, để ý là như vậy, thì mọi người sẽ nhìn vào cái yếu tố, cái factor nào để mà chúng ta sẽ đánh giá theo hướng gì là tốt hơn so với BK, tệ hơn BK. Anh Dũng đã hiểu câu hỏi của moderator chưa? Chưa. Cái đấy tôi cũng có thể thái mà để mình nhìn thấy rằng là nó sẽ tồi tệ hơn hay không hay và tốt lên ấy. Thì đúng là như anh Quang nói là bây giờ mình sẽ tập trung vào nhìn vào những cái điều kiện xung quanh chúng ta nhất. Ví dụ như đấy, như vừa ông ba sẻ vừa kể chuyện anh em ở đây, là tôi vừa mới đi gặp anh em cũng làm kinh doanh ở nhà thôi, thì cái tình hình bây giờ là mình vẫn đang cố gắng để chịu. Tuy nhiên nếu sau 2 tháng nữa, giống như anh mọi người cũng nói chuyện, sau 2 tháng nữa mà nó không gặp được ấy, mà cái phần mà xuất nhập khẩu họ không tăng lên lại được ấy, thì họ khả năng là đổ vỡ. Và khi cái đổ vỡ đấy nó xảy ra thì đương nhiên là những doanh nghiệp ấy đều có vay nợ mà, ngân hàng cũng nợ xấu, và sau đó thì tiếp tục một trào tạo thành một chuỗi domino. Thì đó thì tôi vẫn đang thiên về hướng là trigger là 2 tháng nữa mà cái tình hình nó không, tức là tình hình các doanh nghiệp ấy. Chúng ta có thể hỏi các doanh nghiệp, cái này rất đơn giản đó, chúng ta có thể xem những hiệu ứng xã hội của người, cái doanh nghiệp mà nó tốt lên thì khả năng là sẽ ok, còn nếu không nó sẽ domino. Và một cái chỉ báo nữa chúng ta có thể nhìn thấy rằng là
từ khi mà trước đây cái dịch Cô Nhung ấy, tức là trước khi mà cái Cô Nhung ở Hà Nội này bùng phát lên thì cái lượng xe đi lại ở Hà Nội này rất là đông đúng không ạ? Nhưng bây giờ rất là vắng. Đấy là một cái chỉ báo rất đơn giản thôi. Hay là chẳng hạn như trước đây tôi ở Vĩnh Phúc chẳng hạn, thì trước đây là các cửa hàng hàng ăn ấy, mấy cửa hàng ăn gần như là đóng cửa hết, tức là bên số ví dụ có anh bạn làm bán bún đậu mắm tôm thôi, anh ấy thu được bình thường ngày xưa anh là 100 cân một ngày. Cái đợt mà trước cái đợt dịch ấy mà Vĩnh Phúc là đỉnh dịch thì chỉ được khoảng 20 cân chịu lỗ, mà bây giờ bắt đầu phục hồi lại là họ lên được khoảng 40-50 cân rồi, nhưng mà vẫn thấp hơn rất nhiều so với mức đỉnh cao, tức là họ bắt đầu hồi phục sau khi mà cái lượng người ta bắt đầu cảm thấy rằng là hình như cái dịch này cũng bình thường thôi. Thì đó thì tôi tin vào hai thứ, một đó là các doanh nghiệp nó sẽ có thể chịu đựng được qua cái thời kỳ này, tức là sau khoảng 2 tháng nữa mà dịch có thể giảm bớt được thì các doanh nghiệp hồi phục lại là một. Thứ hai đó là cái lượng xe, chúng ta nhìn qua lượng xe đi lại và cái tâm lý của người đỡ bị ảnh hưởng hơn thì khả năng là bắt đầu quay lại cái recover, mặc dù không quay lại được ngay cái vị trí đầu tiên đâu, nhưng mà nó bắt đầu recover. Thì đó là hai điểm tôi nghĩ rằng là có thể chúng ta được quan sát để xem là thị trường nó tốt lên hoặc kém đi về đối mặt kinh doanh. Cảm ơn Tuấn. Thế thì mọi người có thể chia sẻ thêm cụ thể hơn một chút là những cái ngành, nếu mà ta nhìn kỹ vô thành là ngành nào á là sẽ bị tác động nặng nhất, còn những ngành nào thì nó sẽ đỡ hơn hoặc là thậm chí là nó ít bị ảnh hưởng từ cái đợt này, thì anh Khoa có quan điểm gì về cái này không? Trên góc độ của thị trường thì tôi quan sát thấy là những cái nhóm ngành mà có tính chu kỳ cao, ví dụ như là hàng tiêu dùng không thiết yếu, sản xuất công nghiệp và những cái nhóm ngành mà nó liên quan đến hàng xa xỉ phẩm, rồi có thể thậm chí là ngành tài chính sẽ là những cái nhóm ngành mà sẽ bị ảnh hưởng đến mặt cân đối. Còn những cái nhóm ngành mà nó có tính thiết yếu cao như là nhóm dịch vụ tiện ích, điện nước này, hay là hàng tiêu dùng thiết yếu thì tôi nghĩ là sẽ chịu vững được trong cái bối cảnh này. Tất nhiên thì cái việc trụ vững ở đây mình phải hiểu là trên góc độ là họ có thể duy trì được cái hoạt động kinh doanh, chứ không có nghĩa rằng là họ sẽ sống khỏe. Thì đấy là cái cảm trải nghiệm tôi về cái. Tùng có bổ sung gì không? Tùng thì nghĩ là chúng ta nhìn thấy một số ngành có bị ảnh hưởng ngay lập tức, ngành hàng không, đó. Ngành dầu khí, giá dầu giảm rất mạnh, ngành du lịch, đó. Ngành bất động sản và đặc biệt là bất động sản du lịch là những ngành mà chịu ảnh hưởng rất là nặng trong cái thời điểm này. Còn những cái ngành mà tôi nghĩ là chịu ảnh hưởng ít hơn là đấy là điện nước, hàng tiêu dùng, thì đấy là những cái ngành mà tôi nghĩ là nó ít chịu ảnh hưởng, và cái doanh số, tại vì đấy là những mặt hàng mà mọi người vẫn dùng thường ngày thì doanh số nó sẽ ít chịu ảnh hưởng. Như vậy là chúng ta sẽ wrap up lại cái phần topic số 2 nhé, đánh giá về tác động của cái Covid-19 đến kinh tế thị trường tài chính thế giới Việt Nam. Thế thì trả lời cho câu hỏi á, là cái tác động này nó liệu có gây ra một cái suy thoái không, gọi recession, thì gần như là 4 panelist đồng thuận là chắc chắn sẽ xảy ra kịch bản của recession rồi. Mức độ kéo dài đến đâu và liệu có khủng hoảng không thì là quan điểm cũng đang không khá là khác nhau. Ví dụ như anh Tùng thì anh Tùng đó là có thể lần này nó sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều, đúng không? Có thể sẽ dẫn đến là crisis. Nhưng mà như anh Dũng hay là anh Tuấn, anh Khoa thì cũng bảo là cái này phải quan sát thêm, chưa chắc chắn là sẽ ra kịch bản là crisis như hồi 2008, đúng không? Những cái ngành cụ thể thì các bạn đã chia sẻ cũng khá là rõ ràng rồi, những ngành mà cứ rất chu kỳ và đặc biệt là ví dụ như dầu khí hay là hàng không, thậm chí là tài chính có thể sẽ bị tác động mạnh, còn những ngành mà nó ít chịu chu kỳ hơn như điện nước hay tiêu dùng thì nó sẽ ít bị ảnh hưởng hơn trong trường hợp này. Mà tuy nhiên thì vẫn bị ảnh hưởng, chỉ có điều ảnh hưởng ít hơn thôi. Bây giờ chúng ta sang cái phần cuối cùng là cái phần mà trong cái bối cảnh như này thì nhà đầu tư nên hành động như thế nào, đúng không? Đó là điều quan trọng nhất. Thế thì mình cũng đi thẳng vào câu hỏi luôn, đúng không? Với ba câu hỏi tùy các cái panelist có thể chọn trả lời hay là trả lời hết cũng được. Một là nhà đầu tư hành động thế nào trong bối cảnh thị trường diễn biến với độ biến động lớn và khó lường như này. Thứ hai là cái cách tiếp cận mới, đúng không? Như xưa đây là chúng ta chỉ chủ yếu giao dịch cổ phiếu không? Bây giờ nếu mà nhìn dưới góc độ lập hay tài chính cá nhân
và đầu tư trọn đời như cái kiểu là cái sản phẩm mà đi qua khu trí mà Tuấn là người đang lead cái team này ra, thì chúng ta sẽ tiếp cận như nào trong cái bối cảnh như này. Đồng thời thì cũng rất là mong các bạn đồng lead chia sẻ với các nhà đầu tư là các kênh tài sản trong cái trường hợp này chúng ta lựa chọn ra sao trong ngắn trung và dài hạn như này. Thì chắc cái này xin mời Dũng trước đây chia sẻ trước. Với các cái trường phái đầu tư khác nhau, có thể là đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn, thì sẽ rất là khó để đưa ra một cái công thức cụ thể, nhưng ít nhất thì tại thời điểm hiện tại mình có thể nhìn thấy là trong quý 1 này và earning của các doanh nghiệp sắp ra, earning season sắp ra thì trên toàn thế giới là điều rất là xấu. Thế thì vào cái thời điểm đó và trong cái bối cảnh là dịch vẫn tại thời điểm đấy chắc là cũng sẽ chưa có gì tiến triển tốt hơn, thì rõ ràng là cái áp lực đi xuống của thị trường nó sẽ vẫn tồn tại đến cái thời điểm đấy. Thế thì tại cái thời điểm đấy thì có lẽ là cái áp lực margin nó cũng sẽ đã bớt đi tương đối nhiều rồi, bây giờ đã là giữa tháng 3. Thế thì đầu tháng 4 thì có thể nó sẽ là một cái thời điểm để mọi người có thể cân nhắc trong cái việc giải ngân ngắn hạn cũng được mà dài hạn cũng được. Cái đó chỉ nhưng nó chỉ mang tính chất là lúc đó là giá cổ phiếu nó cũng tương đối rẻ so với quá khứ là thôi. Và cái thời điểm đấy có lẽ là cũng dịch nó cũng đang ở cái thời điểm đỉnh điểm. Thường thì thị trường chứng khoán bao giờ nó phản ánh trước, nghĩa là lúc đó thì là có thể là đến cái giai đoạn giả sử mà về sau đấy cái lượng người nhiễm nó giảm, bắt đầu giảm đi.